Theo em, anh cứ duy trì phát sóng đến hết quý 3 đi. Sang quý 4, quảng cáo chắc chắn sẽ có bước khởi sắc, bởi vì đó là những tháng cuối năm mà họ chuẩn bị cho Tết mà. Hy vọng là đến thời điểm đó, mọi người cũng sẽ nguôi ngoai, không còn chú ý nhiều đến scandal này nữa. Bên anh cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Thôi, anh đi nghỉ đi. Thống nhất thế nhá. Em sẽ về bảo kế toán bên em tính toán lại. Sau đó hai bên sẽ bàn việc cụ thể với nhau sau. Cảm ơn em. Không phải cảm ơn em. Hai bên cùng có lợi mà. Anh biết là em đã làm những gì cho anh. Nhưng nói thật, anh đã rất muốn từ chối sự giúp đỡ này. Nhưng anh không thể để mất cơ hội này. Bởi vì rất lâu rồi, anh mới có thể hiện thực hóa được một chương trình mà mình ấp ủ. Hơn nữa, nếu chương trình này mà fail, Vũ Quân chắc là sập mất. Bao nhiêu công sức của các anh em sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng mà dù sao làm như thế này, anh cứ có cảm giác là anh lại lợi dụng em một lần nữa. Nhưng có sao đâu nhỉ? Con người anh là thế mà. Luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu em không phải là vợ cũ của anh có lăn tăn về sự hợp tác này không? Ý em là anh có cảm thấy như anh đang lợi dụng em không? Không đúng không? Vậy thì anh cứ coi em như một đối tác bình thường đi. Mặc dù em cũng cảm thấy rất vui khi mà đối với anh em đặc biệt hơn những người khác. Thôi, em đi về đây. Để anh đưa em về. Giờ cũng muộn rồi. Em tự về được. Tùy anh. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Em không ngờ có một ngày chị Trâm lại thay đổi như vậy. Chính bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ về điều đó. Nhưng có một chuyện em lại cảm thấy rất dễ hiểu. Đấy là càng yêu nhiều, người ta sẽ càng hận nhiều. Chị làm bao nhiêu việc phiền phức như thế, cuối cùng cũng chỉ là vì không thể quên được anh. Đấy, gây ra đủ chuyện, rồi khi nhìn thấy chồng cũ gặp hoạn nạn, vẫn cứ phải ra tay giúp đỡ. Đúng là phụ nữ. Em cũng là phụ nữ. Em rất hiểu tâm lý của chị Trâm. Thật ra, thẳm sâu trong lòng chị vẫn không muốn buông bỏ cuộc hôn nhân với anh đâu. Anh cũng không biết nữa. Này, mọi sự trên đời này đều có nhân duyên đấy. Em rất mừng khi thấy hai người có thể bình thường hóa quan hệ. Biết đâu sau này... Biết đâu được cái gì? Ôi dồi ôi! Hai sếp trốn ở đây làm bọn em tìm mãi cơ! Trời ơi, cái lũ vịt rời này! Sao? Dạ. Ôi dồi ôi! Lâu không gặp, đứa nào đứa đấy xinh xắn ngon nghẻ hẳn ra nhờ. Cảm ơn ạ. Hôm nay nhất định chị em mình phải đi ăn. Không đi ăn là có lỗi với cả cuộc đời luôn ý. Thật luôn, chị Giang, em biết một quán đồ Hàn ngon cực. Quên đi, tao biết quán sushi ngon nhất cả nách luôn. Thôi thôi thôi, mấy cái đứa này vì miếng ăn ấy mà rơi hết cả liêm sỉ. Với cả bà bầu ấy là không được ăn đồ sống, nghe rõ chưa? Hả? Ui, chị Giang, chị có em bé à? Ui, chị Giang, chị phải để em làm mẹ đỡ đầu ấy nhá. Ui, thôi, xin mày, để em hợp lý, em làm cho này, em làm. Mấy cái đứa này, nhắng nhít hết cả lên, quên mất nhiệm vụ chính à? Ui nhờ, đi ăn, nói lắm. Chị mày đặt nhà hàng rồi, sếp Vũ mời. Ui, sếp. Thôi đi, triển đi. Triển ơi. Trời ơi, chị đi rồi, chị đi rồi. Có lộc ăn mà, tội gì. Đi.